Rồi nhà vườn thông minh nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này mini tầm trung rồi nhà mình. Cây rất là già luôn, lụa thép âm thân nha. Cây này rất là sung luôn này. Quá khỏe luôn. Cây này có mã số là 284 nha. Có số đo hoành nhà vườn đo ngay đây là 34 này. Cây cao là 35. Tới đầu chính nha. Tính từ mặt chậu nha. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 30. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 450 bao ship cho mình nha. Cho mình xem tham khảo luôn. Về mình lên cái chậu mới cho nó là ok thôi. Cây rất là sung luôn này. Cây siêu già luôn nha. Nhỏ mà có vỏ nha mình. Cho mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 284. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 450 bao ship nha mình nha. Cho một cây cẩm thị mini kim cương đen. Cây siêu già luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.